Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại điểm bán mai của chị Thủy ở huyện Nhà Gờ, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Thủy có về một số cây mai tàn ha, giá rất mềm quý vị, chỉ có vài trăm thôi. À, quá trời nụ ha, đặt cây luôn, nhánh nào cũng có luôn, đây chi chích luôn ha, à, lên búp xanh luôn nè quý vị. Rồi chào chị. Rồi chào Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc yêu mến mai vàng ha. Em tên Thủy, em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Hôm nay em có một số lô mai tàn giao lưu cùng cô chú anh chị ha, nút nụ chơi Tết nha cả nhà. À, em không để cô chú mình chờ lâu, em tiếp nối mã trước, clip trước là mã 28. Hình thức bên em là bao sóng bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em vào mã số 28 ạ. 28 ha. Rồi. Đây, chiều cao em nói là 1,5 m. Lên bút xanh này ha. À, nhìn không có nè. Quanh em đó là 18,5 ha. Rồi cây mã 28 này em giao lưu chỉ có 350 cả nha. Rồi 350 thôi. Ở qua trời nụ nụ luôn nè mấy anh chị. Nhánh nào có nụ ha. Dạ. Rồi củ nở nè. Rồi em vào mã 29 ạ. Qua trời nụ nụ hết sức luôn ha. Rồi quanh em nó, ủa chiều cao em nó là cũng 1,5 m luôn ha. Rồi quanh em nói là 16,5 m đi. Rồi, có củ nè cả nhà. Đây củ ha. Qua wow, trời nụt nút nụ này nó nở là vàng rực cái nhà mình luôn cả nhà ơi. Rồi cây mã số 29 em giao lưu 370.000 ha. 370. Dạ. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Rồi em lên cây 30 ạ. Rồi chiều cao nó em 1,6 m luôn. Quanh em nó là 18 ha. Bạn xây này bữa nay làm sao á? À, mã 30 này em giao lưu chỉ có 250 thôi. Thôi, 250 thôi quý vị. Dạ. Giá mềm xèo luôn mấy anh ơi, chốt về chơi Tết mấy anh ơi. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Rồi, em vào mã 31 á. Cũng nở luôn ha. Rồi. Đây, nút nụ đây. Tay cành cũng qua trời nút nụ luôn ha. Không có ha. Rồi, chiều cao em nó là khoảng 1,3 m. Cây này có củ nha cả nhà. Hoành em nó là 17 ha. Củ nở nè. Củ nở luôn. Qua wow, trời, cây nào cây này nút nụ luôn đó. Tàn nó không được điều mấy nhưng mà nút nụ đẹp lắm nha mấy anh. Rồi mã 31 này em giao lưu 350. Rồi 350. Dám đưa ra làm bao ship hết rồi nha cả nhà. Rồi cây 32 ạ. Đây, nút nụ đây. Rồi chiều cao em đó là 1,5 m. Hoành em đó là 15,5 m luôn. Chỉ có mấy trăm ngàn mình sở hữu cây mai che Tết luôn mấy anh chị ơi. Rồi cây mã 32 này em giao lưu chỉ 280.000. Rồi 280. Rồi. Rồi cây 33. 33. Chiều cao em nói là 1,3 m. Hoành em nói là 15 ha. Rồi cây này 33 này em giao lưu chỉ có 250 ha. Rồi 250 ha. Dạ. Rồi em vào cây 34 ạ. Đây, quá trời nụ ha, đặt cây luôn nè. Rồi em này chiều cao 1,6 m có hơn. Hoành em nói là 19 luôn ạ. Đây, tàn cũng khá là được nha cả nhà. Qua wow, trời nút nụ luôn ha. Rồi mã 34 này em giao lưu chỉ 320.000. Rồi 320 ha. Rồi, xuống cây. Rồi em vào cây 35.
Rồi cái này ok luôn rồi cả nhà. Quá trời đủ. Quá trời đủ luôn ha. Rồi chiều cao em nói là 1m6 luôn ạ. Rồi hoành thân của em nó là 18 yếu chút ha. Rồi. Đây để đây. Rồi mã 35 này em giao lưu 350. Rồi, 350. Dạ. Rồi em giao cái 36. Chiều cao em nó tầm 1m6 luôn. Hoành thân em nó là 20. Rồi mã 36 hoành 20 này em giao lưu cho mình là 300 ngàn ha. Rồi 300 thôi gì. Rồi cây 37 luôn. Đây, nút nụ đây. Chiều cao em nó là 1m4. Hoành em nó là 15. 15 yếu chút nha. Rồi mã 37 này em giao lưu 250. Rồi 250 thôi. Rồi cây 38 luôn. Đây nút nụ đây. Rồi chiều cao em nó là 1m7. Hoành em nó là 21 luôn. Rồi. Cái tàn hơi yếu nên em giao lưu cây này giá mềm nha cả nhà. Rồi cây 38 này em giao lưu chỉ có 300 ngàn luôn cả nhà. 300. Rồi, cây 39 luôn ạ. Chiều cao em nó là 1m5. Hoành là 17,5. Rồi. Rồi, mã 39 này em giao lưu là 270 nha. Rồi, 270. Dạ. Rồi cây 40. Đây, nhánh nồng có nụ ha. Này nụ nhiều lắm. Chiều cao em nó là 1m7 ha. Đây quý vị. Hoành em đó là 20. Rồi mã 40 này em giao lưu chỉ có 280 ngàn. Rồi 280. Rồi, cây 41. Đây, nút nụ đây. Chiều cao là 1m5. Hoành em nó là 17 ha. Rồi, mã 41 này em giao lưu 250. Rồi, 250 thôi. Rồi giá mềm nè mấy anh chị ơi. Yeah. Chốt về chơi ha. Rồi. Cây 42. Tông cao ha. Tông cao. Đây, nút nụ đây. Cây này chiều cao tầm 1m8 nha cả nhà. Hoành em nó là 22. Tàn khá là đều ha cả nhà ơi. Rồi cây mã 42 này em giao lưu 450. Rồi 450. Rồi cây 43. Chiều cao cũng có 1m8 luôn cả nhà.
À, hoành của nó là 19, ổ 18 ha. Rồi mã 43 này em giao lưu chỉ 350.000. Rồi, 350 thôi. Cây 44 ạ. Đây, nút nụ này. Chiều cao cũng 1m8, 1m9 gì cả nhà. Rồi, hoành nó là 19. Cái bàn xây này xây không được luôn á. Rồi mã 44 này em giao lưu là 350 ha. Rồi 350 ha. Dạ. Rồi cây 45. Cây này anh ở miền Bắc chốt cây này chơi được nè nha mấy anh. Nút nụ nó hơi to ha. Đây, nút nụ đây. Rồi chiều cao em nói là khoảng 1m7, 1m8 luôn cả nhà. Hoành em nó là 24 luôn ạ. Rồi cây này em giao lưu mã 45 này là 420.000. Rồi 420. Rồi em vào cây 46 luôn ạ. Cây này cũng cầm cỡ 1m8 nha. Hoành em nó là 19. Dạ. Rồi mã 46 này em giao lưu là 420.000 luôn. Rồi 420. Rồi cây 47. Chiều cao là 1m7. Hoành em nó là 20.5. Cây này có đế ra bàn ha. Rồi mã 47 này em giao lưu 380.000. Rồi 380. Rồi cây này là cây 48, cũng là cây cuối clip của em luôn nha. Cuối clip ha. Dạ. Tàn thông luôn. Cây này tầm khoảng 1m8, 1m8 nha cả nhà. Hoành em nó là 22. Rồi mã 48 này em giao lưu là 400.000 luôn. Rồi 400 ha. Rồi cuối clip thì em cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha. Yeah. Mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ giùm em. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Thủy ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.